Em tên là Phạm Công Sơn á. Em năm nay ngày hôm nay là vừa tròn 31 tuổi. Xin lỗi, ngày hôm nay là vừa tròn có nghĩa là hôm nay là sinh nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Happy birthday. Happy birthday luôn. Quê em là ở Ninh Bình nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh á. Em vô đây cũng từ nhỏ rồi á. Nghề nghiệp của em hiện tại em đang làm IT á, bên lập trình viên á, lập trình website á. Rồi, mời vợ của Phạm Công Sơn. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả trường quay. Em tên là Mỹ Linh và em đến từ Bến Tre. Em năm nay là 27 tuổi. Rồi hai em hãy kể cho anh và chị Vân cũng như khán giả được biết là chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào. Chuyện tình của em với vợ em thì bắt đầu ở công ty cũ của em á. Thì lúc đó là em thì đang làm IT ở công ty đó. Còn vợ em thì lúc đó đang vô để xin việc á. Yeah. Thì cái bàn xin việc với bàn của IT của em thì nó đối diện với cái bàn nhau á. Thì em ngồi IT thì có cái màn hình phía trước á. Tính em thì cũng hơi ngại á, không dám nhìn. Thì cái màn hình cũng cái màn hình máy tính á, thì nằm bên này, cái bàn làm việc các bạn ngồi bên này á, thì em cứ nhìn cho màn hình máy tính á, màn hình thì em bật màn hình đen một góc á, cái em nhìn màn đen đó để chiếu được vợ hỏi thế là cứ nhìn thôi. Máy tính anh dạ ảnh chiếu đó. Dạ đúng rồi, nên là em cũng không biết gì hết. Sophie á. Rồi sao lúc đó thì em vô em cứ gặp anh này liền không? Dạ lúc đó em thật sự mà lúc đi phỏng vấn thì em không để ý ai trong đó hết, kể cả anh này cũng vậy, tại vì lúc em vô thì em cũng hơi run run quá chị. Rồi. Có nghĩa là đơn phương lúc đó là chỉ mình em để ý bạn này thôi. Dạ, đúng rồi. Ừ, còn bạn này không hề biết. Dạ đúng rồi. Ui, rồi bao đến giờ mới biết. Đến lúc nào mới đập cái màn hình mà tiếng thẳng để mà thua người ta. Dạ cũng chưa. Cái bữa đó thì hơi tuyển cúng từ lúc 2 giờ chiều mà tới 5 giờ mới xong. Em ngồi nhìn cúng 3 tiếng trời đó à, tới 5 giờ mà nào cũng được lên nữa. Không có làm mẹ gì á, anh ngồi nhìn không vậy á. Ông sao ông kể cho em nghe vậy á. Lúc đó là em chưa hề có bạn gái, chưa có một mối tình. Dạ đúng rồi, không có mối tình rồi ạ. Nhưng mà đã xong rồi. Dạ xong rồi ạ. Còn em thì lúc đó em trong tình trạng như thế nào? Em đang có bạn trai. Dạ. Không biết nó là trời định hay sao nhưng mà tự nhiên là lúc mà em vô công ty này thì thật sự là em và bạn trai cũ đã có rất là nhiều mâu thuẫn với nhau ngay từ trước đó. Thì hai người cũng nhiều lần chia tay nhưng mà cũng giống như là kiểu dây dưa. Dạ đúng rồi. Mới chia tay bộ thì mình rất là buồn á, thì anh này xuất hiện. Dạ đúng rồi. Anh xuất hiện anh làm cái gì? Dạ thật sự là tại vì lúc mà em chia tay bộ xong là em rất là buồn mà cả công ty cũng biết nữa. Cái ảnh là ảnh quan tâm nhiều lắm. Ăn uống ngủ nghỉ bất kỳ cái chuyện gì trong công ty, tại vì công ty em ăn uống ngủ nghỉ. Ủa ngủ là quan tâm sao? Dạ là ngủ là ngồi cầm quạt quạt này nó hoặc là gãy đầu đúng không? Dạ thì ngày xưa là công ty em á là mọi người ăn cơm chung, có nghĩa là có sẽ có đầu bếp nấu, xong rồi có chị nấu á, xong rồi mọi người sẽ bày cơm ra ăn cơm chung trưa xong rồi mới đi ngủ. Thì em là người rất là ham ngủ, cực kỳ ham ngủ luôn. Nên là em hay hay cái vụ mà không ăn cơm mà đi ngủ xong rồi dậy mới ăn cơm. Em ham ngủ vậy á, cái xong là chồng em sẽ múc cơm, múc đồ ăn, múc canh để sẵn lên bàn của em là để chừa cái phần đó cho em để em dậy em ăn. Những cái mà nhỏ nhặt á, mình thấy người ta rất là chân thành và anh này ảnh nói chuyện hay là trước công ty á, mọi người đều thấy là anh này rất là tốt. Thì mọi người cũng bàn vô rất là nhiều, thế là em cũng thời gian sau thì em hai đứa quyết định là yêu nhau nhưng mà trong im lặng, là mất không có ai trong công ty biết hết. Rồi anh hỏi luôn là ảnh có chia sẻ với em những cái công việc mà được cấp trên giao cho không? Dạ có, thì tại thường đã nói là giúp mình là phải giúp luôn cả công việc chứ đúng không? Dạ đúng rồi, thì ảnh cũng chia sẻ với em có nhiều cái bên đó em làm á, cũng tại vì lúc đó em cũng mới ra trường 1-2 năm á nên chưa có kinh nghiệm nhiều, thì em làm thường sếp nói em không có hiểu cái em cũng dạ. Cái xong anh này giải thích lại. Đối với ảnh thì em học ngân hàng ra nên là ảnh rất là muốn em đi làm ngân hàng. Nên chính vì vậy là ảnh khuyên em là nên qua cái chuyên ngành của mình học á. Tới là sau mấy tháng làm việc ở đó thì em thấy nó cũng không phù hợp vị trí đối với em, nên là em quyết định là nghe lời ảnh. Tức là hồi trước em không thích làm ngân hàng, sau đó là em mua ngân hàng làm. Vợ em thì giờ nói mà thích cái việc gì thì em không biết mình thích cái công việc gì á. Nhưng mà đối với em thì em luôn nói với em một điều á, cái tất cả công việc mình thích á, không phải là tự nhiên mình nhìn nó mình thích liền á. Mình phải tiếp xúc nó, mình phải làm nó, mình mới biết mình có thích nó thực sự hay không. Nên em mới quyết định cho vợ em nghỉ á. Cảm kích đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh chị không biết đâu, lúc mà em qua ngân hàng làm là nó còn sóng gió hơn nữa. Kể cho anh nghe những kỷ niệm gì mà đáng nhớ. Sau khi em vô làm ngân hàng á, rất là mắc cười á, là em lại làm đúng là mấy cái người bạn trai cũ của em. Wow, lúc đó sao? Em lại làm đúng cái công việc là hỗ trợ cho cái bạn đó luôn. Hỗ trợ cho đúng cái phòng của bạn đó. Có nghĩa là có tới 10 phòng lận. Nhưng mà em lại hỗ trợ đúng cái phòng của bạn đó. Và em cũng hay khóc, cũng có nghĩa là có nhiều chuyện xong cũng khóc này kia. Và cũng tâm sự với chồng. Nhưng mà chồng chưa bao giờ một lần nào mà nói với em là em như thế này, em như thế kia, hay là trách cứ em này nọ. Không bao giờ chồng em nói gì hết, chồng em chia sẻ. Lúc đó là thực sự trong lòng em không có lo sợ gì hết hả?
lúc đầu thì em cũng nghĩ là thì thôi, cái đó giống như một định mệnh á, tại vì mỗi lần vợ em gặp bạn đó một lần vợ em đều khóc hết á, để về kể em nói chung là mình rất là khó chịu á. Dạ. Thường sao lại cứ mỗi lần gặp bạn trai cũ về lại khóc á, thì em cũng rất là buồn điều đó, nên em quyết định là thôi cứ để cho vợ làm ở ngay cái vị trí đó luôn, hỗ trợ bạn ấy luôn, giống như là cứ cặp riết rồi khóc riết rồi nó sẽ hết thôi, nó giống như một bài thuốc thử cho tình yêu của hai đứa rồi đó. Nhưng mà cái bạn kia lúc mà bạn gặp em ở đó thì bạn có muốn nối lại không? Dạ bạn đó cũng có bạn gái rồi chị, nên là tụi em cũng không có cái gì vượt ngoài giới hạn hết. Bao lâu thì hai bạn mới chính thức là cưới nhau? Dạ sau đó là tới tháng 3 năm rồi là tụi em đám hỏi, xong rồi 6-7 tháng sau tụi em đám cưới. Thì em cưới được 6 tháng rồi anh. Anh nhìn chồng em, anh nghĩ là chồng em là tiếp người rất là lãng mạn đúng không? Dạ, cho nên chắc chắn sẽ có một màn cầu hôn rất lãng mạn. Không, anh đừng có đụng vô nỗi đau của em. Mình hỏi quá ra là mình hại người ta. Anh chưa thấy cái vụ cầu hôn mà chỉ có nước mắt thôi chứ không có gì nữa hết anh. Có nghĩa là cảm động hả? Dạ có không, nước... quá cảm động đúng không? Không anh, nước mắt của bực bội, tức tối, đau khổ. Bây giờ mọi người muốn nghe không ạ? À? Rồi. Hôm đó là ngày 14 tháng 2 là tụi em đã quyết định là đến đám hỏi rồi. Xong rồi chồng em mới cầu hôn. Thì cầu hôn ngày hôm đó là em đi làm về trễ lắm, 7 giờ mấy em mới ra. Thì về đó là em nghĩ, em không nghĩ gì là bữa đó sẽ cầu hôn đâu. Em nghĩ là hôm đó là chồng em sẽ chở em đi ăn. Tại vì thường chồng em mới tặng quà lắm chị, tặng là cũng ít lắm. Thế là chở em đi ăn uống hay là gì đó. Tiện cái bữa đó chở ra công viên ngồi, cái mình cũng thấy là lạ, mình nghĩ ôi chắc thôi ra công viên ngồi chơi cũng được, một xíu đi ăn. Cái ông ở xong cái ông ngồi, em ngồi kế bên vậy nè, xong cái ông đưa cái nhẫn đeo tay em, xong cái mở cốp xe ra lấy bó hoa đưa cho em hết. Rồi tới là em khóc luôn, em ngồi em khóc một hơi, xong mà ông dỗ mà em cũng không nín luôn. Mà bi kịch cái là cô này cô khóc, ông kia ông tưởng là cô cảm động mới ghê. Đúng không? Ủa em chị hỏi em nè, khi mà bạn vợ khóc á thì bản thân em có buồn không? Em cũng bị sốc ngược lại không? Dạ có, tuy em không làm lãng mạn nhưng mà em dùng tất cả tình cảm của em vô đó. Chân thật nhất. Em chân thực em nói rồi em trao cho vợ em á. Chỉ cần vợ em gì, một cái lãng mạn của em có nghĩa là khi mà trao á là rất là nhiều người mà thấy nó gọi lãng mạn, nhưng mà đối với em á, cái sự âm thầm của mình á, mình làm cho vợ mình á, cái đó đối với em đó chính là sự lãng mạn á. Không phải đâu chị, em á là em thích ổng quỳ xuống thôi à, nhưng mà ổng không quỳ. Bây giờ em có muốn anh ấy cầu hôn lại không? Sao Công Sơn? Dạ được rồi. Ok. Em làm vợ anh nhé. Đeo lộn tay. Đó, thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa nè? Dễ thương quá trời, như chồng hơi chiều vợ đúng không? Vợ hay nhõng nhẽo lắm đúng không? À, dạ đúng rồi á. Rồi 6 tháng qua ở chung với nhau, em thấy chồng em có tật xấu gì lòi ra không? Mới đây thôi là em phát hiện ra là một tật, không phải tật nữa mà là một tin động trời. Ổng dám lập quỷ đen chính. Trời ơi. Là nào? Là không kỳ á, là tại vì từ đó giờ á là trước khi cưới thì tiền ai nấy giữ, nhưng mà bây giờ cũng biết chút chút thôi chứ em không có quản lý. Cái xong rồi cưới nhau về thì bây giờ hai vợ chồng kinh doanh á, nên bắt đầu dồn tiền hết để kinh doanh, thì tiền sẽ là do em quản lý. Rồi em thường là em hay cho chồng em khoảng 500 bỏ dần bớt. Cái hôm đó là em đi mua đồ mà em hết tiền lẻ rồi, không có tiền lẻ nữa. Cái em mới không nghĩ gì hết, mình lật bóp ra mình coi để mình lấy tiền lẻ mình đi mua đường thôi. Phát hiện? Dạ, một đống tiền trong đó. Cái mà một đống là cũng mấy triệu á. Cái em đi bình tĩnh lắm, em đi xuống lầu em hỏi chồng em. Cái em ngồi xuống, cái chồng em đang ngồi làm việc vậy nè. Cái em hỏi anh trong bóp anh sao có nhiều tiền quá vậy? Cái em hỏi xong cái chồng em kêu gì? Vợ lột chồng bóp của chồng hả? Kêu không có, vợ mới mở ra lấy tiền mà nó nhiều quá nên vợ hỏi thôi. Cái chồng em chạy lên lầu, vô cái phòng của vợ chồng em á, lật cái bóp giấu. Cái em thấy cái chổi vô, em cầm cây chổi vô, tại lúc đó bố mẹ không có nhà. Em cầm cây chổi vô em kêu nằm xuống, bây giờ tiền này ở đâu có. Cái xong là chồng em mới kêu là tiền của chồng. Cái bà kêu, cái em mới hỏi là tiền này, biết tiền của chồng mà tiền ở đâu có. Cái chồng em mới kêu là tiền cái forum ATC của chồng á. Cái em mới nói là ủa sao tiền nó không chỉ là tài khoản của vợ, tại bình thường tất cả những khoản đó là sẽ tiền là tài khoản của em hết. Chồng em là không có tài khoản nha, em không có cho, không có tài khoản gì hết trơn, muốn ngân hàng nào trơn. Bi kịch quá. Cái sau là em mới hỏi chồng em một hồi, là chồng em mới nói là gửi qua tài khoản của bạn, xong rồi bạn đưa lại. Ừ. Quá, thôi em quá rồi, em cuộc đời em sao bi đát quá vậy hả?
cho em biện hộ cái quỹ đen nó một xíu á. Rồi nói đi. Tại cái quỹ đen của em làm cái đó để, nói chung em là dân công nghệ mà, để em nói chung là em mở mang kiến thức của mình, nhưng mà có nghĩa là cứ mua mấy cái làm gì của mình á, thì nói chung là mỗi lần xin tiền của họ những cái đó thì kinh doanh mà mình cứ lấy tiền nó ra thì không được á. Thì em muốn làm một quỹ đen, đó là quỹ đen đó cũng không dính tiền, nó không dính dáng tới vợ mình, mà tự cái em đầu tư từ trước nó sinh ra thôi, một chút chút thôi, để em đầu tư kiến thức mình, cứ nuôi kiến thức đó của mình á, để mình nâng cao kiến thức thôi, chứ không phải quỹ đen gì hết. Thôi vợ em có những tật xấu gì đáng yêu? Dạ thì vợ em á, thì lúc mà mới quen á thì cũng mình cũng nghĩ là thì ngày xưa vợ mà mình đi làm trễ á, thì vợ mình hơi mệt này nọ, thì mình làm phụ của mình. Ngày xưa vợ em ngồi trọ thì em cũng làm phụ của em, nhưng mà khi về nhà thì em phát hiện là trời ơi, nhìn vậy chứ làm biếng á, nói chung là làm biếng mà còn ham ngủ nữa. Ham ngủ là biết từ trước rồi mà, chứ không phải mới đây đâu. Thì cứ tưởng như là mệt quá thì ham ngủ, thì nhưng mà không ngờ thời gian ngủ một ngày dù ngủ 10 tiếng 12 tiếng là ngủ vậy, ngủ tới chiều cũng được đó. Rất là ham ngủ á. Còn hỏi xíu tế nhị nha. Dạ. Ví dụ đó, những lúc mà nó cái nào hai chồng chuẩn bị hành động thì quán ngủ không? Dạ cũng có. Ví dụ miếng cho anh nghe đi, miếng đây. Dạ, ví dụ như hai người đang cao hứng này nọ thì tự nhiên nếu như mình đang giỡn nhau để có thấy thôi, để có hứng thôi, tự nhiên em mệt rồi nằm nanh đang ngủ, trời ơi, em để em bơ vơ rồi đó. Trời, thương quá, thương quá. Nhưng mà cái đó là ngủ hạ ý thức hay là cố tình làm vậy để cho ảnh gọi là điên rồ lên xong rồi nằm lăn ra ngủ cố tình? Cũng có khi cố tình đó vậy, cũng có khi là em cố tình làm vậy, tại nhiều khi em thấy mà thề khuya, tại em làm cho bỏ tật á, tại nhiều khi thức khuya hoài em kêu á bây giờ làm sớm thì mới cho làm, còn làm trễ là không cho làm. Mà ổng cứ thức khuya nên em đang muốn cho ổng ngủ sớm á, ý là em lại muốn cho ổng ngủ sớm. Hôm nay hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Thấy cái giá trị của chương trình Vợ Chồng Son chưa? Rồi bây giờ em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn vợ em là nói chung là không phải siêng năng hơn, mà nói chung đẩy trong công việc á, ăn cơm xong á, chén bát á, mình phải dọn dẹp, mình rửa xong hết á, rồi mình làm gì mình làm, hoặc mình nghỉ ngơi cho khỏe. Của em thì cứ ăn cơm xong là chén bát rồi để đó, có nghĩa là tối nếu mình không ăn, mình ra ngoài tiệm hay mình ăn cơm ngoài thì cứ để đó. Nói chung là khi nào mà mình ăn quay ngược lại cái dòng đó nữa thì vợ em mới rửa lại cái của em trước. Em thì em không thích như vậy. Rồi còn bên em thì muốn anh ấy thay đổi điều gì? Đối với em á thì thật sự là hiện tại á em cảm thấy là cưới được chồng em đó là phúc phần của em rồi. Hồi nãy thì chồng em có một cái hành động phải nói là rất là bất ngờ, đó chính là quỳ xuống cầu hôn với em. Dạ. Thế thì hôm nay nhưng cơ không biết là em có điều gì đó đặc biệt dành cho anh ấy không? Dạ thì hôm nay là sinh nhật của anh, sinh nhật của chồng em, em cũng có một món quà nhỏ dành cho chồng em, em đã chuẩn bị trước. Dạ đây là món quà em tặng cho chồng em là một cây bút. Thì em rất là hy vọng là vợ chồng sẽ dùng cái bút này để ký tên với khai sinh cho con của tụi em. Dạ là em mong là chồng tuổi mới sẽ thành công nhiều hơn và yêu thương vợ nhiều hơn. Anh xin chúc cho hai vợ chồng em ha, sẽ luôn luôn vui vẻ, thuận thảo và hiểu ý nhau. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khấu khỉnh mạnh khỏe xuất hiện trong gia đình. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Happy birthday. Dạ, cảm ơn anh chị.